Alo. Mất tiếng rồi. Các bà có đây không? Khổ lắm đầu tóc này. Đây bình thường á, em nói với chị này tắt tiếng ấy. Bình thường ấy là tóc tai của em nó bị bết ở dơ hiểu không? Ở dơ. Đêm hôm live stream vẫn tóc bết để dơ. Không có gội đầu. Là do chị biết sao không? Đi nhậu hay đi event sự kiện về em không tắm bao giờ. Không tắm. Tại vì sự cảm cảm mà đi ngắm gà hỏa thân ấy, chúng nó cười chúng nó vui chào chị Hằng Lê, các chị hiểu không? Trông như sinh viên thanh kiều, cả nhà xin một nút xe nào. Mới mới ngủ dậy đấy mọi người, mới ngủ dậy mọi người, mới ngủ dậy đấy Minh Phạm. Mọi người bình thường thấy em không 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 chăm sóc tóc đúng không? Em cứ để tóc lòe xòe như con ma dại. Hôm nay mọi người thấy chưa? Khi mà tóc tai ấy mà em chải vuốt xịt xịt gôm xịt kiếp vô á, chải kiếp vô mà tóc em nhiều lắm. Mấy con cún con nó bảo em là con này bán đồ gì đa cấp, bán đồ lầu, không cần giải thích. Khách nhà em ai đã là chủ ô 7 năm nay cùng em chắc chắn đều có bộ tóc như thế này. Quả tóc uy tín đấy Trần Linh. Ở hơi bẩn tí thôi. Đêm qua về hơi cháy. Ông có đi nhậu với team của Duy Anh rồi team của YouTuber. Là đến 1 giờ sáng mới về. Ngồi live stream đến 4 giờ sáng chửi nhau ấy mọi người ạ. Hà thủ ô nhà em 760.000 một hộp, chửi nhau là uy tín luôn. Chửi nhau xong là mệt quá không tẩy trang đi ngủ luôn. Quả giống cá ăn giống đúng cái tên nhỉ. Cái giọng vịt đực này nó cũng làm bao nhiêu người cay cú đấy. Mọi người ai bị tóc rụng, tóc bạc, sử dụng Hà Thủ Ô nhà em nhé. Em không có thời gian để mà em đăng những hình trước và sau khi sử dụng của em. Tí nữa em sẽ kêu nhân viên nó tẩy vào phần comment cái bằng chứng vì cái độ hói của mình năm xưa. Ngày xưa em hói mà mấy chị. Ngày xưa em hói, em đẻ xong con kiến, không ai đẻ xong mà không rụng tóc. Em hỏi hết đợt này, em hỏi lên luôn đợt này là mấy chị. Xong rồi là em biết cái Hà Thủ Ô này này. Em dùng nó, dùng nửa năm là nó mọc hơi nhiều nhiều. Nửa năm mọc hơi nhiều nhiều. Tóc em ngày xưa nó mỏng lắm. Sau này em dùng Hà Thủ Ô ấy, ai gặp em cũng hú hồn. Mọi người nhìn tóc này. Thấy chân tóc này. Thấy không? Từ đây đến đây đúng không? Một tháng đó. Một tháng nữa mọi người. À thủ ô nhà em á, em bán độc quyền. Ôi trời ơi, Trang ơi cho chị cốc nước, cho chị xin cốc nước. Thắc thở rồi. À thủ ô phải dùng sớm khi tóc chưa bạc không chị? Mình phát hiện ra mình tóc bạc mình uống liền chị. Còn những người nào mà sợ tóc bạc, sợ tóc rụng là phải sử dụng Hà Thủ Ô giống như em. Như em một ngày dùng 15-20 viên thôi để duy trì cái bộ tóc này. Đó mới chị hiểu không? Tốn tiền lắm. Không ăn Hà Thủ Ô thì các bà không biết mà dùng. Mà ăn Hà Thủ Ô thì tóc nó cứ dài. Mà tóc nó dài đi nhuộm tốn tiền lắm.
mua thủ ô ly này bên em nhé. Chị xí. Đây. Số điện thoại đây, chụp lại inbox vào Zalo. Giờ mới tẩy trang đấy. U là trời. Ông trời cho cấm khẩu con này. Ai làm gì mà cấm khẩu mà. Ông trời phải cho tao sức khỏe. Để tao chửi ngày chửi đêm. Ôi giời ơi ông trời ơi. Sao ông lại bảo. Chúng nó lại bảo là ông cho con câm mồm cấm khẩu. U là trời. Tao mà cấm khẩu thì đời sao vui. Ho quá rồi ngậm viên bổ phế đi á. À, với những người chửi bới trên mạng xã hội như em ý, nhà luôn luôn có bổ phế. Đây lấy ra cho xem. Đó, thiên môn bổ phổi mấy chục nghìn. Yên tâm, từ giờ anh chơi hiểu uống cái bị hộp này, mai lại chửi ra giả. Ăn thua là cuộc đời này này. Chúng mày muốn tao câm mà ông trời ông cho tao sức khỏe. Tao chửi ngày đêm. Cho chúng mày tức chơi. Mày câm luôn đi. U là trời. Ước gì em phải câm thật à. Ước gì em lại câm thật à. Ôi dồi ôi em ơi phải câm. Úi dồi ôi. Phải mở khẩu thì mới tác nghiệp được. À chị Huệ Trinh thầy tối qua đi uống bia nhiều quá chị. Tối hôm qua đi uống bia nhiều quá xong đêm về view anh còn nhắn tin lúc 2 rưỡi sáng. Hôm qua mà em ngồi nhậu vui lắm. Tả về người chị. Vui lắm. Chửi giết khùng luôn kìa. Chết chửa. Khái niệm khùng là gì? Khái niệm khùng là gì em? Ghét chị mà vẫn vào xem chị là biết đỉnh cao của sự ngu ngục. Mọi người đừng giống em nhé. Để qua đêm mới tẩy trang, đừng giống em. Mọi người cần phải tẩy trang sớm. Đi về tẩy trang liền. Hôm qua em mọi người đi về phải tẩy trang liền, đừng giống em. Hôm qua em mải chửi nhau quá. Đến lúc mệt, buồn ngủ. Mấy ngày hôm nay chửi nhau hơi nhiều. Chửi nguyên tuần. Chửi nguyên một tuần hay ngày nào chửi bảy cữ. Như đi đẻ hả? Tại vì chúng nó vào ghê quá. Mình không chửi chúng nó tưởng mình đi câm. Nên là thôi mình tiếp đao chúng nó. Chúng nó vung đao thì mình cũng xin là vung kiếm đáp trả. Mình phải tiếp khách chứ cả nhà. Đúng rồi chị hay Hương Hạnh Hoàng. Chả có cái gì vui bằng tự do chị ạ. Chào anh Lê Hoàng Lãng. Cuộc đời này chúng ta là những người hạnh phúc nhất vì chúng ta có tự do. Nên là mấy cái đứa ấy, nó cay cú cho mẹ chúng nó vào chửi em ghê lắm.
mà càng chửi em càng chửi lại, làm đéo gì em. Mọi người hay hỏi mình ấy là khi mà mọi người hay hỏi em ấy là khi mà em bị rụng tóc em dùng gì, thì đấy em vẫn nói mọi người là em duy trì dùng Hà Thủ Ô từ xưa đến giờ rồi. Em duy trì dùng Hà Thủ Ô từ xưa đến giờ là em dùng cái này 7 năm. Còn khi nào mọi người bị rụng tóc thì mọi người sẽ dùng cặp này này. Cặp dầu gội Biotin của Mỹ. Cặp này là cặp dầu gội chống rụng tóc mọi người. Đó. Cặp dầu gội này là chống rụng tóc 540 nghìn hay sao ấy. Một cặp dầu gội này 540 nghìn. Còn Hà Thủ Ô 760 nghìn. Đó. Cái thứ hai á, khi mà tóc em khỏe như này rồi thì em dùng cặp dầu gội TG đỏ. Cặp dầu gội TG đỏ là siêu mềm mượt nhé. Nhưng mọi người thấy khi nào em gội đầu xong tóc em cứ xòa 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 là dùng dầu gội TG đỏ. À em không phải bị cảm đâu anh Lê Hoàng Lâm. Em nhậu bia nhiều quá nên là nó bị nước đá nó tắt tiếng thôi chứ không bị cảm. Em có làm gì đâu mà cảm. Trang ơi, cô thấy cháu xinh đảm lắm nhưng kệ chúng nó, đừng chửi bệnh nữa chắc nhé. Không cô, cô đi về ngủ đi cô. Cháu không cần cô góp ý. Tắt tiếng do hôn qua đó. Ok nè, tao nguyện tắt tiếng suốt đời. Hiểu chưa? Phải hôn cơ đó, chúng mày mới cay. Phải hôn như vậy, chúng mày mới vừa lòng. Chứ tao đâu có sợ ở tắt tiếng. Chúng mày yên tâm, có sức cứ ngồi xem tao live stream từ giờ đến ngày mai. Tắt tiếng vậy thôi, chứ chửi hoài à. Hiểu không? Đó. Mọi người thấy cái sợi tóc không? Đó. Tóc của em rất là bóng nhá. Là em dùng dầu gội này. Cái cặp dầu gội TG đỏ này, nó sẽ giúp cho tóc mình mềm mượt. Vẫn còn miếng dầu xả cho mày. Giúp tóc mình mềm mượt nha mọi người. Đó. Mấy cô rảnh rỗi các cô về nhà góp ý con cái nhá. Đừng vào đây góp ý cháu, cháu không thích. Cuộc đời của cháu á, cháu tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cuộc đời của cháu, cháu sống sao, cháu làm gì cháu tự hưởng. Không cần các cô góp ý. Cháu biết là các cô quý cháu, thương cháu, góp ý cho cháu. Nhưng mà vì các cô chỉ biết cái đoạn này thôi. Các cô chỉ biết cái đoạn này. Các cô chưa biết cái đoạn trước. Con này góp ý thừa, dĩ nhiên là phải thừa rồi. Vì quan điểm nói rất rõ. Không cần góp ý. Chúng ta không nên góp ý trên mạng xã hội. Ha. Chúng ta không nên đi góp ý trên mạng xã hội. Kể cả là Facebook của mọi người để chế độ public. Thì chúng ta cũng không nên góp ý. Bởi vì chúng ta chỉ có quyền góp ý với con cái chúng ta, gia đình chúng ta thôi. Xã hội chúng ta không có quyền góp ý. Trừ khi người ta để cái biển trưng cầu dân ý. Trưng cầu ý kiến mọi người. Xin mọi người cho ý kiến. Còn ở đây không để cái biển đó. Không có nhu cầu. Nhất là mỗi con người trên 18 tuổi. Người ta tự quyết định cuộc đời của mình. Và chắc chắn người như em thì không cần mọi người trên mạng xã hội góp ý đâu. Em tồn tại đến giờ phút này, đủ cứng như cỡ này, thì em không phải là dạng bình thường và tầm thường. Còn mỗi một con người đều sẽ có những đoạn mà chúng ta cần phải chiến đấu. Ui giời, con đi này bán hàng giả. Giờ mày mới biết à? Giờ mày mới biết à? Hơi trễ. Ở đây ai cũng biết. Giờ mày mới biết. Thông tin hơi chậm. Update nhanh hơn. Wi-Fi dạo này nó lởm phải đâu, chứ phải là nhà em lắp wi-fi cái kia nó cũng ngớ mặt lắm. Mọi người nhìn rõ không? Thử qua bún đậu cô khàn xem, nhìn rõ không? Thử qua pay bún đậu cô khàn xem nhìn rõ không Trần Linh. Giờ đi gội đầu. À chỉ mọi người cách gội đầu. Chỉ mọi người cách gội đầu. Quan Công Quýnh văn rồi em, cảm ơn chị. Chị Yên Lê, chị thích em thô mà thật. Ồ đó. Em là một người rất tiết kiệm mọi người. Mặc dù mình không thiếu thốn đâu, nhưng mà mình sẽ tiết kiệm. Tiêu dùng đúng lúc đúng chỗ mọi người ạ. Nhà Trang đẹp nhỉ, có gì đâu mà đẹp chị. Cái nhà chung cư thì, cái nhà chung cư là nhà thường thường.
chị kêu là giờ vẫn được đã chừng chị hồn cuộn thì em nên im lặng không chị? Em không có nhu cầu im lặng nha chị, tại vì những điều mà em và những người khác phải chịu đựng là những điều các chị không chịu đựng. Chính vì lẽ đó, cái việc em phản ứng như bây giờ là rất bình thường. Các chị im, ai cũng như trong xã hội này im lặng và nghĩ rằng mọi việc để pháp luật trừng trị, thì dĩ nhiên câu chuyện nó sẽ đi xuống cái chiều nguội. Chị phải nói để câu chuyện nó luôn nóng. Câu chuyện nó luôn nóng thì nó sẽ có những cái bức xúc của xã hội, nó sẽ có những cái áp lực của xã hội và pháp luật, để pháp luật xử nhanh hơn, chính xác hơn. Chị hiểu vấn đề không? Em không ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng. Phải có những người như em, những người như Nam Dâu Hương Thời Gian, những người như Phan Phong, hay những người như Chí Dũng TV, TV Show hay Phạm Ngà, là những, hay Huỳnh Ngọc Thiên Vương, là những người nói lên quan điểm, chính kiến của mình. Để làm gì? Để cho xã hội người ta phải nhớ có một con người như vậy. Ha chị ha. Nên là em không có im lặng đâu cơ chị. Khi nào bản án ra nó phải thích đáng với cái tội danh đó thì mới ok. Những cái các chị nhìn nghe trên mạng xã hội nha, nó chỉ là 1/1000 cảm giác của bọn em phải chịu đựng. Nên đừng nghĩ rằng là mình hoan hỉ. Em không hoan hỉ đâu chị. Em không phải nhà sư, em cũng không phải nhà chùa, em cũng không có nhu cầu hoan hỉ nha thưa chị. Nguyễn Bông Cường ơi, sàng nôn là gì? Sàng nôn là gì? Mọi người, ui cái gì đấy, giật cả mình. Cái lông mi nó rụng hú hồn. À, với những người nhé, cái này là cô dâu chú rể đi đám cưới mà đem về, hoặc là mọi người về nhà phải tự gội này này, thì mọi người sẽ gội kiểu của em, rồi sẽ đến lượt mày. Tao chờ lâu lắm rồi, tao chờ được rất lâu rồi, Dung hô ạ. Rồi sẽ đến lượt tao á. Tao vẫn đang chờ đấy, vẫn đang chờ đợi đấy. Yên tâm như Dung hô. Chúng mày càng chửi càng rủa thì con kia nó càng nhanh chết. Phải nhớ, khi chúng mày càng chửi rủa, khi chúng mày càng chửi rủa tao, tao càng đẩy câu chuyện cứ như thế này luôn. Tại vì tao ấy có cái nạn, tao không phát ngôn sàng, tao nói về chính xác, tao cứ nói này để xã hội người ta nhớ cái câu chuyện này đó. Hiểu chưa? Tao láo, tao siêu láo, ăn cơm nhà vác tù vàng tổng, tao siêu rảnh, hiểu không? Chúng mày cứ chửi tao nhiều không, để những cái livestream này nó cứ hiển thị liên tục, hiểu chưa? Đôi khi nó thành viral, thế là xã hội được nóng lên cái vụ việc này là phải xử đúng người đúng tội. Ô, chị sân si lắm. Mày yên tâm đi, đời còn dài. Tao biết chắc chắn đời còn dài, và chắc chắn đời tao sẽ dài hơn đời chúng mày, hiểu chưa? Tao gội đầu nha. Làm tất cả. Đó. Với những người mà làm cô dâu hay đi sự kiện, khi mà những chuyên gia make up người ta đánh dối tóc như thế này, xịt nhiều keo, thì mọi người đừng cho dầu gội đầu trực tiếp lên tóc. Đầu tiên mọi người phải cho dầu xả. Mọi người phải cho dầu xả trước, vì dầu xả nó sẽ làm tuột cái keo nha. Đây là cái cách mà em đã dưỡng tóc của em suốt 14-15 năm qua. Mọi người có thể không dùng TZ cũng được. Mọi người có điều kiện kinh tế thì dùng TZ, còn không thì mọi người dùng những dòng sản phẩm như Sun Silk, Pantene hay Dove.
Nhưng mà đây đấy, chỉ mọi người cái cách để mọi người làm tuột cái gôm keo khi mọi người đi làm cô dâu á. Những bạn make up làm tóc, các bạn ấy sẽ xịt keo đánh rối tóc cho các bạn. Thì việc của các bạn là đừng cho dầu gội lên vội nha, mà phải cho dầu xả lên, xong rồi massage như thế này đó, để cho làm gì, cái dầu xả nó bám vào tóc để nó làm tuột cái dầu cái keo cái gôm ra như các chị đó. Nên là mọi người sử dụng dầu xả massage tóc này này để cho cái keo đó, mọi người thấy không đó. Đó, nên là mọi người thấy không? Mọi người cho dầu xả vào, mọi người bóp cái tóc như này. Cứ 2 đến 3 phút là cái dầu xả nó sẽ làm tan cái keo gôm đi. Cái này em nghĩ là những cái chị nào mà chuẩn bị cưới chồng ấy, đi chụp hình xa, các anh chị mua thêm cái gôm và dầu gôm, à dầu xả ấy, mua xăm siêu cũng được. Nhất là những chiếc tóc dài nó được phí. Mình tiết kiệm ấy, mình mua dòng dầu xả thường để mình làm gì? Mình xả cái keo ra nhé. Mọi người xoa xoa này, mọi người xoa xoa này, này cho nó tung cái keo ra. Sau đó mọi người sẽ xả lại bằng nước. Lúc này là cái keo nó đã thấm vào cái dầu xả rồi. Cái này ít người biết mọi người. Em hướng dẫn mọi người cái này ấy, là do kinh nghiệm của em. Từ ngày em đi làm người mẫu ấy, cái tóc em dài cỡ này, xong là cứ đánh rối, làm xù các thứ khổ lắm, rụng liên tục. Con trăng càn nhìn mặt xấu như quỷ, tao có bao giờ nhận tao sinh đâu mày. Chưa bao giờ nhận tao sinh luôn ấy. Tao chưa bao giờ nhận tao sinh. Nên yên tâm, tao xấu. Ok, chắc chắn là tao xấu. Đó, khi mọi người cho dầu xả như vậy rồi mọi người xối, nên dùng vòi hoa sen xối cúi đầu xuống. Dùng tay này theo lực nước này cạn ra nha mọi người, nên gột bằng nước ấm. Sau đó có rất nhiều người nhá, gội đầu không biết là đổ thẳng dầu gội đầu lên tóc, nhưng mà không đúng. Mọi người phải đổ dầu gội đầu vào cái chum. Mọi người lấy một phần nước rồi mọi người đổ dầu gội đầu vô, rồi mọi người hòa lên như này, mọi người ăn gội. Bởi vì trong cái dầu gội như này mọi người, có những cái dầu gội nó có những cái chất tẩy ấy, nó sẽ rất là mạnh, nó làm cho tóc của mọi người bị khô. Nên có rất nhiều người không biết là tại sao mình dùng dầu gội đầu mà tóc vẫn khô. Thì mọi người lấy cái hộp như này à, mọi người cho một lượt dầu gội đầu vô, xong mọi người khoắng cái cặp dầu gội này em xài. Và tại sao mọi người thấy tóc em bóng á, đấy mọi người để đúng không? Sau đó mọi người gội đó, mọi người gội đầu á để cho tóc nó đàn hồi á, là mọi người dùng cái thịt tay này massage nha mọi người đó. Mọi người ơi, mọi người gội đầu dùng cái móng tay ấy, cái móng tay dài của mình ấy, mọi người cào ấy, nó tổn thương da đầu nhá. Chính cái móng tay nhọn á, cào nó tổn thương da đầu. Nên mọi người khi mọi người để móng tay dài, mọi người đừng làm như vậy. Mọi người dùng cái thịt tay này, thịt tay mọi người massage này. Và mọi người hàng ngày á, những ai bị mất ngủ, mọi người cũng dùng cái thịt tay mọi người massage như thế này nhá. Tất cả những người bị mất ngủ, hàng ngày trước khi đi ngủ
nên dùng 10 đầu ngón tay massage trên đầu ạ. Kể cả những người không mất ngủ thì cũng dành 10 đầu ngón tay mình massage 5-10 phút để khí huyết lưu thông, máu lưu thông như mọi người để chúng ta ngủ. Em nói chuyện này các chị nghe. Em tối hôm qua đi nhậu, em có một người bạn, anh đấy là hay thức khuya như mọi người. Xong rồi là đang ngủ nhậu, anh ấy không uống bia, anh ấy ăn với cả uống xịt tinh à. Xong tự dưng khi anh ấy đứng dậy ấy, anh ấy choáng, anh ấy ngã ngồi xuống cái ghế ấy. Kêu á một cái, có nghĩa là anh ấy bị máu huyết lưu thông kém. Cái bệnh này nó rất dễ dẫn đến đột quỵ. Nên em khuyên mọi người, cái này là thật sự chân thành, mọi người đừng quên để ra một ngày 5-10 phút. Mọi người dùng cái tay, mọi người massage như thế này. Nhất là cha mẹ chúng ta già rồi, buổi tối ăn cơm xong ngồi xem tivi, chúng ta ngồi chúng ta massage như thế này mọi người, để máu huyết nó lưu thông lên não như mọi người. Nên là em nhìn thấy xung quanh em có những người bị như vậy, em mới tâm sự mọi người để mọi người mình tự chăm sóc bản thân mình thế này. Mọi người thấy không? Cái ngón tay này, khi mọi người massage như thế này thì cái da đầu của mọi người nó cũng lưu thông khí huyết, nó cũng sẽ giúp cung cấp được nhiều cái dưỡng chất vào cái chân tóc. Mọi người tưởng tượng là mạch máu á, máu là đơn vị, là cơ quan đưa dinh dưỡng vào các cơ quan trong cơ thể, cho nên máu rất là quan trọng cho cái chuyện trao đổi chất, vì máu nó sẽ đến tóc cuối cùng, nên là mọi người phải sử dụng tay để massage để lưu thông khí huyết. Và cái động tác này rất là tốt cho sức khỏe nhé. Đó. Hai đó. Ok. Đó. Sau đó xả. À. Em không biết mọi người giống em không, chứ em thấy cái gì ở trên mạng mà em học được ok, em hay chỉ mọi người đó. Chia sẻ, sorry. Phải dùng chữ chia sẻ. Em gọi tiếp. Còn mạng của mọi người, mọi người còn nhìn thấy em không? Nhiều quá bị thừa các y mai gọi. À, cặp dầu gội siêu mềm MTZ này 890.000, em đang giảm giá nhân dịp 20 tháng 11 là còn 770.000 nha mọi người. Cặp dầu gội này đang được giảm giá còn 770.000 nha, 770.000, nên là mọi người mua lúc này tặng cho cô giáo cũng được. À đúng rồi, tự dưng bây giờ mình chợt nhớ ra mình nên xuất mấy cặp dầu gội này mình tặng cho cô giáo Vũ Kiến. Cho cô giáo Ngô Kiến, đúng rồi. 20 tháng 11 tặng các cô để các cô gội đầu cho thơm. Gội đầu cho thơm, gội đầu cho mượt thì báo nhân viên xuất về. Năm nay thầy Vũ mà tặng quà tặng hoa thầy cô nó hơi căng thẳng. Đó, người thấy không? Dầu gội TZ là siêu mềm mượt nha mọi người. Siêu mềm mượt. Mọi người đấy, ai gội TZ nhà em rồi? Thơm lắm. Cặp này em giảm giá 770.000 nhé, nhân dịp 20 tháng 11 nhé mọi người.
Tri ân thầy cô. Tri ân thầy cô nhé. Giảm giá cặp dầu gội TG 890.000 còn 770.000. Tặng thêm một cục xà phòng tắm than tre 125.000. Em tặng thêm cục xà phòng tắm. Trời ơi, cục xà phòng than tre nhà em thấm sướng lắm đây này. Em tắm cục xà phòng tắm than tre này. Hết sạch mụn ở lưng ở ngực. Đó, gục xong rồi đấy. Gội tầm này sướng lắm. Gội tầm này vô cùng sướng. Đó, khi mà em lấy dầu xả xong rồi đó. Đó, em cho vào tóc thì mọi người đừng cho vô chân tóc nhé. Đó. Mọi người tóc dài, mọi người chỉ để dầu xả vào cái đầu tóc thôi. Để cho cái tóc của mình ấy, là nó đó, là nó rất mềm này. Mềm lắm mọi người. Bộ dòng gội TG này này, em sử dụng đến bây giờ là bao nhiêu năm trời. Em làm người mẫu cho TG về cắt tóc, nhuộm tóc là em làm đến bây giờ là 19 năm, 19-20 năm. Ngày xưa ấy, mình làm người mẫu nghèo. Mình làm gì có tiền, mình mua bộ dầu gội TG. Ngày xưa bộ dầu gội TG đắt lắm mọi người. Nó cỡ nữa. Cái ngày mà cách đây khoảng 14-15 năm ấy, em nghĩ nó cũng phải là 1,1 triệu. Mắc lắm. Nhưng mà sau này giống như kiểu là TG là em về đường biển nhá mọi người. Dầu gội TG em đi đường biển nhá. Em đi container đường biển. Phí ship nó rẻ hơn đi đường máy bay. Nên là giá cho mọi người là 770.000 cho thời điểm này nhá. Nên là đầu ship thì mọi người hiểu này. Dầu gội này trên thị trường người ta bán 150-200 đầy. Thị trường nó bán 150-200 đầy nhá. Nhưng mà tùy mọi người thôi. Tiền nào thì của đó. Cái dầu gội này đặc thù của nó nhé, là nó không có cái guarantee đâu nhé. Nó không có cái guarantee bằng kép ở đây đâu nhé. Đó. Nên là rất nhiều người mua về chỉ có đúng đoạn này này là dầu gội xịn. Gội xả trên cùng xịn. Còn đâu ở dưới là giả hết. Bởi vì ấy, nó không có guarantee là người ta làm giả rất dễ luôn. Nên là tùy chị mua đâu cũng được. Em thì không còn lẽ. Mua ủng hộ em cảm ơn. 770.000. Đó, thấy không? Dầu xả này thấy không? Còn dầu gội nhé, siêu thơm ấy chị. Chứ có nhiều người bán dầu gội ấy, về gội chả thơm đây, thơm 3 ngày 3 đêm. Đi ra này bằng tông còn thơm. Xô đi chị, xì mũi xô đi.
Mấy bà có nghe bài này không? Em ngược đường ngược nắng để yêu anh, mang bao niềm đau chôn sâu. Ô ô ô ô ô. Thề luôn. Rồi. Trời, mình lấy cái cuốn đầu ấy nhá. Cái khăn này nhà em bán luôn này. À, các chị có thể nhận cục xà phòng tắm than tre khi mua phụ dầu gội hoặc cái khăn tắm này nhé. Em sẽ tặng một là cặp dầu gội, cả mua khi mua cặp dầu gội, một là tặng khăn cuốn đầu như thế này, hai là tặng cục xà phòng tắm than tre nhé. Đó, gội đầu xong cuốn cái đầu lại. Trời ơi, ta nói mấy hôm nay là mặt da mặt là mắt đen xì. Cái chai sữa rửa mặt này này, cái nhược điểm của nó khó chịu lắm mọi người. Cái chai sữa rửa mặt này nhược điểm cực kỳ khó chịu. Là mọi người biết sao không? Là mỗi khi xịt ra này này, nó sẽ giọt xuống đây này, nó nhầy khó chịu vô cùng luôn. Đó. Mặt mấy nay có da chết mọi người ạ. Mặt mấy nay có da chết. Cái phần mũi là mấy nay da chết bong quá trời luôn. Mấy cặp là không ăn luôn. Đấy. Dùng bộ dầu gội TG xong không? Cái tóc nó hơi bị mượt. Hạnh Nguyễn Thị tự dưng mà chửi bố tổ con điên. Trời thần thiên địa ghét tao à? Bố tổ con điên mà giờ này nó mới ngủ dậy này mày. Điên mà như tao á, ai cũng muốn điên. Tao nói thật, chúng mày cứ suốt ngày đi chửi tao con điên. Điên vào xem làm gì? Điên mà tao dám để cái mặt tao lên. Còn chúng mày tỉnh, chúng mày toàn để avatar trắng, tao tưởng chúng mày chết trôi sông lạc chợ. Điên như tao cả xã hội muốn điên đấy. Hiểu không Hạnh Nguyễn Thị? Mày lên mày lắp cái avatar thật mày vào mày nói chuyện. Chứ nhà tao bọn chết đường chết chợ vong hồn như mày nhiều lắm. Tao hôm nào tao vui thì tao ngồi chửi, không vui tao lốc mẹ mày lại. Sốt mày.